Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ chống lại nạn buôn người. Trong sứ điệp video được công bố ngày 8 tháng 2, 2023, nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho nhận thức chống nạn buôn người, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đừng bao giờ mệt mỏi trong việc tìm kiếm những con đường để biến đổi xã hội của chúng ta và ngăn chặn tai nạn đáng xấu hổ, đó là nạn buôn người. Ngày Thế giới cầu nguyện cho nhận thức chống nạn buôn người được cử hành vào ngày 8 tháng 2, lễ thánh Bakita, bổn mạng các nạn nhân của nạn buôn người. Ngày này năm nay có chủ đề Hành trình trong phẩm giá, được cử hành với sự tham gia của các bạn trẻ. Phẩm giá con người. Ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhận định rằng chủ đề hành trình trong phẩm giá rất quan trọng, bởi vì nó chỉ ra một chân trời rộng lớn cho sự dấn thân của các con chống lại nạn buôn người, phẩm giá của con người. Bằng cách này, các con có thể góp phần giữ cho niềm hy vọng được sống động, và Cha cũng muốn thêm niềm vui. Điều Cha mời gọi các con hãy gìn giữ trong lòng mình cùng với lời Chúa, bởi vì niềm vui đích thực là Chúa Kitô. Nạn buôn người làm mất phẩm giá. Đức Thánh Cha nói rằng nạn buôn người làm mất phẩm giá, bóc lột và nô dịch, hạn chế tự do và biến con người thành đồ vật để sử dụng và loại bỏ. Và hệ thống buôn người thu lợi từ sự bất công và xấu xa, buộc hàng triệu người phải sống trong điều kiện dễ bị tổn thương. Những người nghèo khó do khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, biến đổi khí hậu và nhiều hình thức bất ổn dễ dàng trở thành nạn nhân của nạn buôn người, đặc biệt là người di cư, phụ nữ và trẻ em, những người trẻ tuổi. Đồng hành chống nạn buôn người, Ngài hy vọng các bạn trẻ bước đi cùng nhau để chống lại nạn buôn người, đồng hành với những người bị hủy hoại bởi bạo lực tính dục và bóc lột lao động, đồng hành với những người di cư, những người phải di tản để can đảm khẳng định lại giá trị của phẩm giá con người. Những nhà truyền giáo của nhân phẩm đón nhận ánh sáng như biểu tượng của việc sai đi như những nhà truyền giáo của nhân phẩm, chống lại nạn buôn người và mọi hình thức bóc lột. Các bạn trẻ được Đức Thánh Cha khuyến khích hãy là phúc lành cho những người trẻ tuổi khác. Đừng bao giờ mệt mỏi trong việc tìm kiếm những con đường để biến đổi xã hội của chúng ta và ngăn chặn tai họa đang xấu hổ, đó là nạn buôn người.